Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 4 trang 25 bài số 2 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn cách để biết được rằng với cái năm năm đó thì thuộc thế kỷ thứ mấy nha các bạn. Thì rất đơn giản thôi, ví dụ như Bác Hồ sinh năm 1890 nè, thì Bác Hồ sinh vào thế kỷ nào thì rất đơn giản, thế kỷ nào thì rất đơn giản nè. Đây, mình viết lại cái năm của Bác Hồ trước, 1890. Được chưa? Mình biết rằng một thế kỷ là 100 năm. 100 năm. Được chưa? Rồi, thì mình nhân nè, hàng đơn vị nè, hàng chục nè và hàng hàng trăm nè. Các bạn chia rồi. Ở tới hàng trăm, hàng hàng đơn vị, hàng chục gạch cái, được chưa ạ? Rồi, các bạn sẽ lấy cái số còn lại, cái số còn lại nè, sau hàng đơn vị và hàng chục. Được chưa? Đó là bao nhiêu ạ? 10, 18, được chưa? 18, ghi nhầm 18 chứ ạ. Ghi ghi 18 chứ ạ. Sau đó các bạn xem coi hàng đơn vị và hàng chục, nếu hai hàng này đều là số 0 hết thì các bạn là thuộc thế kỷ 10 18, còn nếu hàng đơn vị và hàng chục khác số 0, hai hàng đó chỉ cần một hàng khác số 0 thì các bạn cộng thêm 1, thì các bạn nhìn vô hàng đơn vị 0, hàng chục là số 9, vậy là nó khác khác 0. Được chưa? Nó không phải là số 0, khác không là không phải là số 0, thì các bạn lấy cái số 18 hồi nãy nè, cộng thêm 1. Vậy ra bao nhiêu à? 19. Vậy Hồ, Bác Hồ của mình sinh vào thế kỷ 10, 19 nha các bạn. Thế kỷ 19 thì mình viết là x nè, 1 nè, x nè, được chưa ạ? Phải ghi theo chữ La Mã nha các bạn, chứ không được ghi số 19 nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. 911 thì thuộc vào thế kỷ thứ mấy? Thì 910 11 đây. Thì tương tự nè, hàng đơn vị nè, hàng chục nè, gạch cái bao nhiêu ạ? 10 19. Được chưa? Rồi, xem hàng đơn vị và hàng chục của mình có khác số 0 không? Không phải là số 0 không? Đúng, không phải là số 0, vậy cộng thêm 1. Được chưa? Ra bao nhiêu à? 20. Vậy thuộc thế kỷ 20 chính là hai chữ chữ x. Được chưa ạ? Rồi, cái quá trình trình bày thì các bạn cứ ghi nha. Năm 1911 thuộc thế kỷ thứ 20. Được chưa? Vậy câu B và câu C thì các bạn có thể tự giải được rồi nha các bạn. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu được cái bài A mình giải như thế nào thì các bạn nên cố gắng xem lại lần nữa, xem cách để mà biết được thế kỷ thứ mấy. Nếu mà các bạn vẫn chưa biết được thì các bạn có thể comment mình vẫn chưa biết được, mong bạn giải giúp mình lần nữa. Thì mình sẽ cố gắng giảng chậm lại để cho tất cả các bạn dễ hiểu nha các bạn. Còn câu B và câu C thì các bạn làm xong các bạn comment ở dưới đoạn clip giúp mình để kiểm tra coi các bạn làm có đúng hay không, hoặc là trong quá trình làm có bị sai sót gì hay không, thì mình sẽ dừng một đoạn clip khác để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.